Huấn luyện viên tuyển Hà Lan ngoáy mũi rồi mút tay. Huấn luyện viên Ronald Koeman của đội tuyển Hà Lan gây xôn xao với hành động mất vệ sinh ở trận đấu với Ba Lan tại vòng bảng Euro 2024 tối ngày 16 tháng 6. Tối ngày 16 tháng 6, tuyển Hà Lan giành chiến thắng 2-1 trước Ba Lan ở trận ra quân bảng D Euro 2024. Bên cạnh các bàn thắng và diễn biến căng thẳng trên sân, khán giả còn xôn xao bàn tán về hành động của huấn luyện viên Ronald Koeman trên băng ghế kỹ thuật của đội tuyển Hà Lan. Camera truyền hình bắt được khoảnh khắc nhà cầm quân 61 tuổi ngồi ngoái mũi rồi sau đó đút vào miệng. Đoạn video khoảnh khắc mất vệ sinh của huấn luyện viên người Hà Lan nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tài khoản X, Twitter, La Foxbook đăng tải đoạn video với chú thích Ronald Koeman bị bắt quả tang. Ronaldo Koeman đang ăn trưa. Tài khoản Football Confidentita châm biếm thuyền trưởng tuyển Hà Lan. Hành động của Ronald Koeman khiến nhiều người nhớ đến cựu huấn luyện viên tuyển Đức Joachim Löw. Tại Euro 2012, huấn luyện viên Joachim Löw cũng từng bị bắt dính khoảnh khắc đưa tay ngoái mũi rồi cho vào miệng. Tại World Cup 2014, Joachim Löw gây xôn xao với hành động ngoái mũi rồi sau đó bắt tay an ủi C. Ronaldo. Đến Euro 2016, Löw tiếp tục trở thành đề tài đàm tiếu với khoảnh khắc thò tay vào quần rồi sau đó đưa lên mũi ngửi. Ở trận đấu trên, tuyển Hà Lan được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 16 sau cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Buka bên phía Ba Lan. Phút 29, Cody Gakpo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ sở Tulip. Sang hiệp 2, phương án thay người của huấn luyện viên Ronald Koeman phát huy tác dụng ở phút 83 khi Westgott dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan. Với kết quả này, cơn lốc màu da cam vươn lên đứng đầu bảng D trước khi trận đấu giữa Pháp và Áo diễn ra. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.